Hôm chiều hôm qua mưa quá trời lớn luôn. Sáng hôm nay ra tiếp tục mần cỏ tiếp nữa cả nhà. Giờ mần cái gốc này. Chắc mần bọc ở đây trước quá. Mần cho trống gốc này trước đi. Mần dài qua đây luôn. Giờ tiếp tục thôi. Thank you.
ủi mít nữa cả nhà, lựa dục đen nữa cho nó khô khô lên rồi chùm. Đây trồng cây sầu riêng, chỗ này thì một gốc cây nhãn, như đây mấy kền bát, bát trái quá trời luôn, gốc chân nhãn nó có bông nữa nè, trên đó đậu trái nhóc chân. Giờ qua gốc bên đây, mần dài qua bên kia, bên đây quá trời cỏ với sậy luôn rồi, cực kỳ luôn, nó mọc mà nó dày nữa. Bằng góc này xéo qua đó cho hết cái cục cỏ bên này trước đi. Tiếp tục ra mầm cỏ nữa cả nhà, có mưa rất là lớn luôn, sáng ngày cỏ ướt nhẹp à, đất ướt nhẹp, mầm hơi khó làm xíu cả nhà, giống mấy gà nó bư trùng nó ăn, ba cỏ hay lúa gom bỏ ngoài kia kìa, dồn lại nó đóng nữa nó mục xuống mới làm phân cả nhà, giống liền cầm lum dồn một chỗ một rồi, cho nên mới dùng cái bao nè, bằng bao nhiêu là gom dục qua bên kia hết một chỗ vậy đó, dồn một đống vậy đó. Rồi nó mục xuống nó thành phân cái mới hút lên bón vô gốc cây rồi. Giờ tiếp tục bằng cái lõm này. Hút bên đây rất là nhiều cỏ nè, dày hơn bên kia nè. Dày hơn bờ bên đó nữa kìa. Giờ mình hút này đi, dài qua bên kia.
giờ măng từ góc bên kia cả nhà, dài qua đây, đánh bọc cái dòng qua tới bên đây, đất với cỏ ướt nhẹp rồi cả nhà, khó măng quá, xình bùng không. Này mấy dây pha lan bứt được mới dây dán lòng nữa nè, nhiều lắm mà lộn lộn trong cỏ nhiều lắm không rút ra, cái nào dễ dễ rút nằm trên cây mới rút thôi. Mà được tới đây rồi, quá trời cỏ nó dày dày coi nè, dữ dằn không, cái dao mà chặt cũng không xuống luôn mà. Cái này có cả nhà kêu hay lúa lấy cuốc làm, cái này đâu có lấy cuốc làm được, làm khó làm lắm, phải dùng mười dao làm mới được thôi. Với hai nữa là cỏ gác là gom nguyên đống ngoài kia, dưới đống bên đây, dồn chỗ nào cũng chỗ vậy đó, cho nó mục xuống mấy thành phân, mấy hút gãi vô mấy cái gốc cây rồi. Giờ bỏ ở đây thì tùm lum trơn nó lên lợi nữa. Giờ vô nghỉ, tối rồi, 5 giờ mấy rồi cả nhà. Còn từ góc bên đây, từ chỗ cây sầu riêng này qua anh kia khoảng chừng 3 mét nữa, dài qua đây, bọc vòng lên trên này cái nữa. Quá trời cỏ cả nhà ơi, nó bò nè, ba cái nhắn lòng nó bò nè, quá trời luôn. Bên đó thì sậy nó mọc, trời ơi lên hết biết luôn rồi. Giờ vô nghỉ. Cái video cả nhà coi khoảng chừng 15-20 phút chứ hai lúa làm tới 2 ngày mới đựng cái video á. Chạy xẹt nhanh đi chứ, rất là lâu chứ, làm mất cả ngày trời được 6-7 phút à, lâu lắm. Đây chuồng heo, chức nuôi heo, bây giờ nghỉ không nuôi nữa cả nhà. Mày mấy dẹp chân giờ lúa vô nghỉ cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha, bye bye cả nhà.